Mickey Sudo xin giới thiệu với anh chị những cái bộ mic trong phân khúc tầm 1 đến 2 triệu đồng mà anh chị chỉ sử dụng với điện thoại, chúng ta muốn có sẵn hiệu ứng tiếng cười vỗ tay thì anh chị có thể tham khảo những combo sau đây. Đầu tiên đó là BM900 và sao cả K300, thì cái bộ này thì nó sẽ có sẵn hiệu ứng tiếng cười vỗ tay cũng như là thay đổi giọng nói, pin dự trữ kết nối với điện thoại mời nhạc bằng Bluetooth. Mic này là mic BM900, là dòng mic giá rẻ, thì chọn bộ của nó thì nó chỉ tầm khoảng hơn 900.000 một chút thôi. Tiếp theo là bộ ISK AT100 và K300. Thì cái bộ này thì cái mic của nó bắt xa hơn. Khi mà chúng ta sử dụng, ví dụ anh chị mà muốn hát ở cái khoảng cách xa hơn, nó sẽ có thể bắt với khoảng cách tầm khoảng 2-5cm. Đó, thì anh chị có thể sử dụng cái mic này để kết hợp với K300 khá là ok. Thì cái bộ này nó trong phân khúc nó tầm khoảng hơn 1.300.000. Đó, tiếp theo nữa là ví dụ như anh chị muốn ok hơn một chút nữa thì anh chị có thể tham khảo sang bộ K200 và sao cạc X5. Đây là dòng sao cạc mới nhất năm 2023, thì nó sẽ có nhiều các hiệu ứng mới hơn này, và các cái âm thanh của nó thì nó đổi mới hơn, nó cải thiện hơn, và đặc biệt hơn nó có thể dùng với mic 48V, nó không cần nguồn 48 ngoài. Wow. Thì anh chị có thể sử dụng một là K200 với lại X5, thì cái bộ này thì nó tầm khoảng 1.450.000. Đó, thì tiếp theo nữa là ví dụ anh chị mà muốn nó ấm hơn, cái giọng mình nó ấm hơn, nó mịn hơn một chút, thì anh chị có thể tham khảo sang dòng mic SM8B và sao cạc X5. Thì cái dòng mic SM8B này thì nó cũng kiểu dáng thì nó cũng xem như con K200, nhưng mà được cái là âm thanh của nó mịn hơn. Nếu mà anh chị mà thích ấm thì anh chị có thể sử dụng sang SM8B. Còn ví dụ chúng ta thích thanh giọng thì hoặc là sáng thì anh chị có thể sử dụng dòng K200. Đó là những cái combo mà anh chị có thể sử dụng với điện thoại mà nó sẽ có sẵn hiệu ứng tiếng cười vỗ tay. Để tham khảo những bộ này thì anh chị có thể bấm vào phần giỏ hàng bên trái góc màn hình. Xin cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều.